Đi vô ăn sáng buffet cả nhà ơi. Đi vô coi hồ trạm buffet nha. Rồi, lòng la lóng lánh nè. Đây nè con, đi vô ăn buffet nhiều lắm, nhiều đồ lắm, con thích ăn thì vô ăn. Wow. Đi vô quay. Em ăn gì lấy đồ ăn đi em. Lấy dĩa nè, với dĩa ở dưới kia coi. Đó. Con thích ăn cái gì thì con tự lấy ăn. So walk around, take a look and then đi một vòng. Đi một vòng thử đã. Đó nè, cái này là bacon nè. Đó. Thịt ba chỉ không khói, trứng nghiền hay gì đây. Trong đây là omelette. Trời ơi, lại gặp anh cả nhà ơi. Đó, đầu hai đầu bếp xinh đẹp. Cảm ơn nha. Em có xem. Cảm ơn em. Chiều kỳ chi phá nhá. À, cảm ơn em. Tại vô đây gặp Han tiếp cả nhà ơi. Đây là há cạo cả nhà. Đó, ui đủ màu luôn, đẹp quá. Trong đây là gì đây? Ồ, cái này bơi giống bên Mexico quá. Ui, cơm đủ loại cơm hả? Cái này là cá tím. Cái này là sườn cả nhà, sườn kho trứng. Không phải thịt kho trứng, thịt kho trứng. Đây là gà cả nhà ơi. Gà gì mình biết. Thịt heo trứng, thịt heo kho trứng. Còn bên đây là gà nướng muối ớt. Bánh mì. Rồi con này là cục thịt nguội nè. Quá chừng luôn. Xúc xích nè. Xúc xích luôn á. À. Mì xào nè. Mì xào xúc xích heo. Còn đây là rau củ xào lòng trắng trứng. Cà chua. Khoai tây nướng nè. Còn đây là phở. Hủ tiếu hải sản cả nhà ơi. Lát mình làm một tô nhỏ nhỏ vậy ăn nè bé Hải. Này là đồ ngọt. Có sushi nữa kìa, bữa hôm chị thấy sushi mà không thấy đâu. Bữa hôm sushi ở đâu á? Bên đây gì á? Cái này là bánh ngọt. Cái này giống bánh Doraemon á. Pancake. Đó. Ủa hết rồi ta. Còn bên đây nữa. Phô mai. Này là nước uống cả nhà. Đủ loại nước uống. Này là salad. Đây là salad. Salad đủ kiểu hết. Rau củ rồi tôm salad. Bên đây cũng có kim chi nữa nè. Salad chi ngon. Nhìn hấp dẫn quá. Kim ngon nè. Này salad này là bắp cải tím nè. Cải trắng, bắp cải tím. Với này là kim chi nè. Này là salad rau củ gì á, dưa leo. Này là nấm. Ui ngon. Cái này là zucchini nè. Đó, biển ngồi nè. Rồi, đi qua lấy đồ ăn thôi. Đây là dĩa của bé Hải nè. Thêm ít trái cây lát nữa ba cho con ăn. Còn xã mình chắc không ăn trái cây rồi đó. Vì bánh ngọt. Đây dĩa của mình, lát mình qua lấy ít rau nữa, thiếu rau rồi. Còn con trai bên đây nè. Wow, con trai lấy được nhiều đồ ăn quá ta. Nha, ăn hết nha con. Này còn xã nè. Ở đây what you had in there? A little bit of everything. Oh. Wow. Hey. Ok. Chắc cả nhà ơi. Ba muốn nghỉ không vợ? Có gì xin đồ luôn. Mẹ lấy đồ ăn đi. Chị thì nhờ quá nó kiếm tiền đó. Hát cặp quá mới hoàn toàn. Chị đưa. Bước ra.
đây. Em mở nó nhà rồi. Ai mời mọi người ăn sáng. Mình ăn gần hết rồi cả nhà ơi, hai chị em. Ăn cơm. Cái gì vậy? Ba lát trái cây ăn bao nhiêu? Nam cũng gì ạ? Nó căng hả? Ôi, ấm căng cả được bữa, rõ chưa? She's the only one using chopsticks. Yeah. Đúng là có. Đỡ dữ không? Mọi người đều dùng nĩa dùng ấy, có mỗi con trai là dùng cái đũa tạm mình nói thích cái buồn. Đi quầy còn cần đi nhà lại. Hôm nay mình phải ăn thịt nó. Mình điền thì là 10 giờ mình phải về lại Đồng Hồ rồi. Em gái mình Hải Hà cuộc sống Việt. Em sẽ về làm Quảng Bình. Làm ăn sáng xong mình chia tay. Mình cả năm rồi. Take all that food and they're wasted. There are a lot of people out there that don't have enough to eat. Kimchi and that. This is white. Thay lắm. Phải đó bé. Em chỉ ngó. Recording. Ok. Ăn miếng cơm không? Cay quá. Cái gì? Kim chi. Kim chi là cho cay. It's your part of hủ tiếu. Hủ tiếu. Ông xã nói là bên kia có phở rất ngon, nó phải hôm nay là hủ tiếu hải sản. Lần trước mà chị lại là người ta nấu phở ăn thêm nữa, ăn thêm kim chi nữa, cái cay nó cay không nhớ kim chi đâu cay lắm mà. Nhưng mà mình đang ăn vậy á, mình ăn chút xíu cay nó làm cho cái miệng mình nó ngon hơn. Bà rồi nó không ăn gì hết. Bà lấy thêm ăn đi ba. Ờ, ngon rồi hả? Bà ăn. Cái này cái trái cây bà. Mình ngọt thì món cái gì? Món á. Trái cây bánh đẹp, tá lạ. Nếu mình ăn thịt gì nếu. Thôi cái trường nội của mình là hiện toàn chế phải ăn sống không? Dạ. They had coffee, honey. Oh, what? Yeah. Oh, giảm sữa. Ngon không con? Ông nhìn đồ ăn đây ngon tuyệt vời, đúng là khách sạn 5 sao quá khách. Mua tay.
thì mình mướn một phòng 100 đô là họ bao gồm đồ ăn sáng luôn. À. Dạ. Còn mà mình ăn sáng không thì tính tiền riêng. Mà không biết nhiêu nữa, lát họ tính cho tiền phòng con. Thấy cái phần tầm đó. Đúng 500 á. Thì con là 2 triệu. Thôi chị nghĩ vậy á. Có cái mức phí. Người ta nó sẽ phí mất tiền là 2 triệu. Có 1 triệu 6. Dành đó. Ngày cái đó phân 56 phút. Nhất là 1 triệu 6 đi. Cái này là 2 triệu mấy mà. Thì yên là con 1 triệu 6 cho bài nữa. Thấp nhất là 56. Mình là 2 triệu mấy mà. Casino á là mình vô casino được cả nhà. Mình có thẻ xanh là vô casino ở nào cũng được. Con đang nặng thì vào được không? Chị đi đi là nặng. Mình nặng có casino ngon. Con nặng xuống á. Chị cần lấy cái nặng cỏ á. Nè cỏ á. Ờ nó mình ăn đĩa rau hết rồi nè bé hải, bắt ăn cuốn là nó đúng quá. Ngon thiệt đó bé, ngon thiệt chưa. How about you eat the breakfast? Đồ ăn ngon quá. Vào đây là một phát. Vào đây còn gặp fan chưa quá nhỉ? Chị hết rồi, mời ai chạy mấy cưới nhỉ? Biển giống của ba biển giống. Nó khác mẹ thôi chứ cùng dòng máu của ba mà. Chơi giống mẹ, tiền giống mẹ. Tôi nghĩ mình là cùng cả mẹ. Nhắc cái miệng ha. Em trai mình giống mẹ chăng. Nhắc rồi cái miệng. Thôi cho em mới dùng đó, mới đánh cái trái của mẹ. Còn tiếp là thân em nữa. Thân em mới dùng nó. Con nó cũng ụt rồi mà. Mà thằng ụt đó là y chang giống thân nắm. Phải giúp cháu giống nhau chồng. Looks like girls have big appetite. Không bầu nữa không hạch được. Sợ nói hai chị em mình ăn nhiều quá. Hết luôn. Giữa mình còn hết luôn. Kinh cũng thiệt. Bởi bé quá hết luôn. Quá trả luôn. Ăn tiếp kim chi ngon lắm. Cay cay nhưng mà ngon. Ở bên đó chỉ có mùi kim chi nó cũng chừng. Chừng nào chị mang là chị muốn. À cầu đi thôi. Ở đây nó có mấy quầy ăn rồi. Nhiều quầy lắm, hồi tối con đi xuống dưới kia hai chồng ăn miếng thịt bò rồi. Thịt bò ở đây ngon lắm. Bây giờ khóc khóc con biết giờ khóc khóc bây giờ khóc khóc bây giờ 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 không, mình cũng đừng muốn lấy nhiều để nó bán nữa. Nhưng mình ăn được vài bữa thêm vào đấy mọi người. Hồ trao rồi thử vừa. Trăm đô ở nhà, 2 triệu mấy. Không phải bao nhiêu để sử dụng không? Honey, the 100 for the room for you will get in or just normal. Anh có không? One more now. Huh? 100.
I mean, it comes with the breakfast. Yeah. It's a 2 million 400. Yeah. It was 700, but yeah. They managed the lamb to about. Có con nít nữa là thành 2.7 triệu, nhưng mà con trai mình không tới nên là họ trừ ra được 300 nên là 2.4 triệu bao gồm ăn sáng. Home with breakfast. Mm-hmm. All the pool. All the stuff. Có hộp bơi nữa. Hết được chưa, được bơi không? Được hộp bơi. Lát đi ra hộp bơi bé hả? It's a nice place, I like it. Yeah. Lát này ra ngoài hộp bơi quay cho cả nhà xem. Ra hộp bơi được. Anh có ao nè. Oh, yeah. Bring your bikini. Bring your bikini. Nè mới mặc không cực ạ. Rồi họ có bikini. Họ có bưng bikini mặc áo tắm không kìa. Để ngắm mày á nè bé. Ở biển có không ơi, sao có ba chưa được đi. Biển ở đây đẹp nè. Warm. Biển đây đẹp giờ sóng 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 bự. Our checkout is noon. Tới 12 giờ đã không? Bây giờ tranh thủ cho tới 12 giờ mình ra ngoài có lúc đang chua á. Để xong là bé bắt đầu đi ra lên sân bay là vừa lắm. Vừa phải lắm. Chưa lắm nhà em muốn em đi. Đi ra tiền là được. Đi tham quan thế nhá. Mười một tham quan cho mọi người xem là một bơi đấy. 11 là về là ba chở tới Bà Rịa là 12 giờ đó. Dạ, mua cho mẹ em đi. Ở đâu má? 12 giờ mình xuất phát. Để 1 giờ tới, 1 giờ 20 là xe đổ có. À, 1 giờ 20 là... Nhưng mà 11 giờ có ngày bán là phải về để xoắn. Then go to a party. Then go down to the beach. Em đi thẳng. Ông xã chuẩn bị dẫn ra đi massage nha. You can have a pretty young girl give him a like he's king. Ông xã đã kêu là đó là chuẩn bị được hot đưa massage cho ông nam. Con tắm mệt luôn. Nó chỉ rất đẹp. I want to go back. The market and leave because yeah. We got a lot of stuff to do. I like say hi everyone. Yeah. And when exactly that they recognize you as. You want me to walk in? Yeah. 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 Come in later. Yes. Mình nói là ông xã mình là đi vô trong chợ trước. Tại vì mọi người nhận ra với là cái áo của ảnh đang mặc á, là hồi xưa ảnh một chuyến duy nhất ảnh giấu mình là ảnh không nói mình tới, xong ảnh mặc cái áo đó đi vô chợ, mọi người ở đằng xa là nhận ra ảnh rồi. Kì nói Nhung ơi, Nhung ơi, bồ mày tới Nhung ơi. Nó làm gì có bồ, mới nói chuyện hôm qua đây mà. Không có nói ông tới đâu. Tự nhiên ông bay lén qua đây rồi nhỉ. Bay lén qua đây một ngày mà mình đâu biết đâu. Nhưng mọi người không chờ khách thì ông đi từ xa thì mới chờ khách. Kẹt quá. Thấy lạ hả? Mọi người kêu ôi trời ơi, Nhung ơi, bồ tới, đồ bồ tới. Mình cứ ngạc nhưng mà nó bồ tới đâu, bồ tới hôm qua ông nói không tới đâu. Ông đi cái mặc áo là mọi người trong chợ là thấy ông là la lên một chợ luôn. Đúng không mày hả? Đó. Em nhìn Nhung có bố mày về Nhung ơi. Làm cái cù vẽ hôm qua mới nói chuyện ổng còn bên Mỹ bố đó không em. À, với Linh thì Linh lần thứ hai, lần thứ hai ông bị ông surprise á. I tell you one second time you met me, you don't let me know when you come. So you surprise me. So everyone in the market saw you from the long, long way. And everyone told me, Nhung ơi, Nhung ơi, your boy will come back. I said, no, I just talked with him yesterday. He's in the United States. I said, no, that's him. I was in Saigon or Taipei, I think, when I was talking to you. Đi cầm đồ thôi. Sơ mày. Thịt chát, nó quên. Hết rồi. Hết rồi. Rồi cả nhà xem nè. Cái đường đi vô phòng hồ tràm đẹp ghê luôn á, tưởng tượng giống như đang ở Las Vegas vậy.
con chị bé cả thái hà cuộc sống Việt đó. Ủa phần bao nhiêu vậy? 50 là 50. Để đứng lại quay phòng cái cho cả nhà xem cái này đó, quay đường vô nhìn đẹp ha. Wow, mé dưới này cả nhà thấy không, san hô này, còn mé bên đây là biển nè, cảnh đẹp ha. Không có nhà cửa gì ở đây trơn, chỉ có một cái chỗ này thôi, rồi resort đồ vòng vòng chỗ này thôi, chứ dân cư thì ở một phía khác rồi. Chỗ này chắc là bị quy hoạch rồi làm khu du lịch rồi đó cả nhà. Thôi chị đi, để đi nướng.